Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, mùng 7 tháng 10 2003, mùng 7 tháng 10 2023. Hiệp thương cử tân Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và bổ nhiệm mới Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ tích cực tuyên truyền tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Không tự ý điều trị đau mắt đỏ vì dễ dẫn đến các biến chứng, khuyến cáo của bác sĩ Bệnh viện Mắt Hưng Yên. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hưng Yên tăng cường lập chốt kiểm soát vi phạm quy định về nồng độ cồn trên các tuyến đường. Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, mùng 7 tháng 10, 2003, mùng 7 tháng 10, 2023. Sự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Và toàn thể các đồng chí. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các thế hệ công chức viên chức người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ. Chặng đường 20 năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Nhiệm vụ thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tham mưu các chính sách về tài nguyên và môi trường, để mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng tới phát triển bền vững, thanh tra kiểm tra phát hiện xử lý kiên quyết kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong thời gian tới, Sở và ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm khắc phục những khó khăn, phấn đấu thi đua thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tăng cường nâng cao chất lượng hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra về tài nguyên môi trường, kiên quyết xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức tác phong làm việc của mỗi cán bộ công chức viên chức; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của sở và ngành đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhân dịp này, một số tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Trong 3 ngày, mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 300 đại biểu là Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã năm 2023. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề: giới thiệu nội dung chính nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri; Hội đồng Nhân dân quyết định dự toán thu chi phân bổ điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Trong đó, các đại biểu được truyền đạt nguyên tắc cân đối ngân sách xã phải bảo đảm nguyên tắc chi không vượt quá nguồn thu được hưởng theo quy định, không được đi vay hoặc huy động chiếm dụng vốn của các tổ chức cá nhân dưới mọi hình thức để cân đối ngân sách xã. Qua hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nhằm tiếp tục cập nhật thêm cho lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiều kiến thức, kỹ năng trong chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hôm qua, huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn Khuê, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thế Cử, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Hội nghị thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Bùi Huy Cường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được phân công điều động luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Khoai Châu khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 5 tháng 10 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê chúc mừng, đồng thời mong muốn đồng chí Bùi Huy Cường trên cương vị mới luôn phát huy tinh thần cầu thị học hỏi, quan tâm sâu sát cơ sở, tăng cường củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ lãnh đạo, tập thể cấp ủy. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Huy Cường cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các cấp các ngành và sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân huyện Khoai Châu. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khoai Châu khóa 25 đã đề ra. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 15 tổ chức hội nghị lần thứ 11 để tiến hành một số nội dung quan trọng và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thống nhất cao với nội dung tờ trình của Ban Thường trực về việc kiện toàn, bổ sung thay thế ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, hội nghị hiệp thương nhất trí cử bổ sung 8 nhân sự tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15. Hiệp thương cử ông Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch phát động tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Phấn đấu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp, mỗi tổ chức thành viên có ít nhất một công trình hoặc đề án, phần việc cụ thể, việc làm thiết thực, hành động ý nghĩa, ý tưởng sáng tạo hướng đến chào mừng đại hội. Chiều qua, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán trung cấp Nguyễn Trung Kiên, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Kiên. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Đổi mới, sáng tạo, thích ứng, hội nhập. Sự và chỉ đạo hội giảng có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội giảng được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10, với sự tham gia của 45 nhà giáo đến từ 17 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tham gia dự thi ở 16 nghề với 45 bài trình giảng tại trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi. Hội giảng nhằm tôn vinh các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, động viên khuyến khích tạo động lực cho các thầy cô gắn bó, phấn đấu đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Qua hội giảng, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những nhà giáo có bài giảng đoạt giải cao tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Hiểu được việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cấp thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nên sau khi được địa phương xây dựng và tuyên truyền kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030, đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đã tin tưởng đồng thuận với chủ trương này. Khi biết xã mình trong diện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, ông Tùng, ông Bội cũng như bao người dân khác xã Yên Hòa không khỏi lo lắng. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về mục đích của việc sáp nhập, lại được chính quyền địa phương tuyên truyền giải thích, đông đảo người dân địa phương nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nên đã đồng thuận nhất trí cao. Khi sáp nhập, cá nhân tôi nghĩ rằng là nó cũng có những cái thuận lợi và có những cái khó khăn. Hai xã, ba xã sáp nhập một thì rõ ràng tức là cái địa bàn nó rộng, đất đai rộng, dân cư rộng. Khi Đảng lãnh đạo đúng chủ trương đường lối và cán bộ nêu cao trách nhiệm thì sẽ vượt qua và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
và có lợi cho dân thì dứt khoát phải làm. Mong muốn sau khi mà đã sáp nhập rồi thì ổn định tổ chức, thì trên sẽ có cái điều kiện nó ít cái đầu mối thì sẽ tổ chức quan tâm để đầu tư cho những các cái địa phương như của chúng tôi xây dựng thành cái xã nông thôn mới kiểu mẫu, và cái đời sống của người dân thì nó sẽ được cải thiện nhiều hơn. Xã Yên Hòa có diện tích 3,6 km vuông, 1.900 hộ với 6.800 nhân khẩu, là xã có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định, nên địa phương nằm trong diện sáp nhập giai đoạn 2023-2025. Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của huyện Yên Mỹ, xã Yên Hòa bắt tay ngay vào xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền chủ trương sáp nhập các xã không đủ tiêu chí. Đảng ủy đã tổ chức họp đảng ủy để quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Ngay sau đó thì đảng ủy đã ban hành cái kế hoạch về cái công tác tuyên truyền và đã gửi cho Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân, chi bộ, thôn để làm cái căn cứ và tổ chức tuyên truyền. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên cái hệ thống đài truyền thanh của xã để cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm được để tới đây đồng thuận trong cái việc thực hiện sáp nhập. Quá trình triển khai sẽ có những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế. Vì vậy, xã Yên Hòa xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ là nhiệm vụ quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền, mọi tầng lớp nhân dân thông suốt về nhận thức, tư tưởng, thống nhất trong thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên vừa chủ trì tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, các đơn vị tham mưu theo dõi, đánh giá trực tiếp từng lĩnh vực cải cách hành chính của tỉnh tự chấm tổng điểm đạt được hơn 58 trên tổng số 66,5 điểm cần đạt. Trong đó có hai đơn vị đạt điểm tối đa là Sở Tư pháp và Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với các đơn vị được giao đánh giá nội dung, thực hiện phân cấp quản lý, các sở đạt tối đa 2 điểm gồm Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công thương. Các sở tham mưu chưa đầy đủ các nội dung phân cấp, phân quyền theo ngành lĩnh vực quản lý, gồm Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Xây dựng và Thanh tra tỉnh. Căn cứ kết quả này, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện DDCI giai đoạn 2023-2025, huyện Văn Lâm tích cực triển khai thực hiện đề án với mục tiêu đứng top đầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngay lần đầu tiên chỉ số này được triển khai thực hiện, giúp huyện bứt phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Huyện Văn Lâm đã ban hành kế hoạch thực hiện xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện với mục tiêu cụ thể là đạt tối đa 60 điểm trong cả 11 chỉ số thành phần và điểm thưởng. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng, nộp thuế điện tử, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, sớm đưa các dự án cụm công nghiệp vào hoạt động, tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tích cực tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn, giải quyết thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức không quá 12 ngày làm việc, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo điều kiện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài tối đa 60 điểm tự đánh giá, 40 điểm còn lại phụ thuộc vào điều tra xã hội học của đơn vị độc lập đối với 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Sáng nay, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023 tổ chức hội nghị triển khai các nội dung cuộc thi. Cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cuộc thi có 4 nội dung gồm phần thi chào hỏi, phần thi tài năng, phần thi trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương và thi tìm hiểu kiến thức. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, nhân rộng những giải pháp mô hình hay được thực hiện có hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm các nội dung thi và vị trí trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, phổ biến thống nhất cách thức đánh giá. Đến thời điểm này, các đội thi đã cơ bản chuẩn bị xong, sẵn sàng tham gia cuộc thi. Dịch đau mắt đỏ vẫn đang hoành hành với tỷ lệ lây lan nhanh, số ca mắc tăng mạnh trong cộng đồng. Tại Bệnh viện Mắt Hưng Yên, số bệnh nhân bị biến chứng đau mắt đỏ đến khám gia tăng. Đặc biệt, có không ít người bị đau mắt đỏ
tự mua thuốc về điều trị, đến khi lâu ngày không khỏi, có biến chứng mới tới bệnh viện khám. Khi mắt bắt đầu sưng đỏ, đau nhức, bệnh nhân này tự mua thuốc kháng sinh điều trị tại nhà hơn một tuần. Ban đầu mắt có vẻ đỡ, nhưng sau đó lại bị biến chứng nặng hơn. Ban đầu thì bé nhà em đi học bị đau mắt đỏ, sau đó thì về nhà lây cho mẹ em ra hiệu thuốc, em mua thuốc thì em điều trị ở nhà khoảng 7 ngày. Mắt cũng cảm thấy đỡ hơn được khoảng đến ngày thứ 3 thì bắt đầu có biến chứng nặng. Biến chứng nặng thì lúc đấy là kiểu mắt bị sợ ánh sáng, không nhìn được. Thì sau đó em nhập viện để em kiểm tra thì lúc đấy bị biến chứng viêm giác mạc khá là nặng. Các bác sĩ giải thích do giai đoạn đầu bệnh cần tăng cường miễn dịch để chống trả virus thì bệnh nhân lại dùng corticoid liều cao để ức chế miễn dịch dẫn đến bệnh kéo dài. Người bệnh thấy giảm triệu chứng đỏ mắt nên tưởng khỏi nhanh, nhưng thực tế virus đang tăng nồng độ. Quầy thuốc thì họ chỉ hướng dẫn, họ bán cho một lọ thuốc mà bệnh nhân cứ về nhỏ từ 3 đến 5 ngày. Họ không hướng dẫn cách nhỏ, mà nào họ sử dụng những cái thuốc mà điều trị đau mắt đỏ có thành phần corticoid, điều trị theo thói quen. Thế nên là khi sử dụng những cái thuốc đấy mà sử dụng dài ngày thì nó có cái tác dụng phụ rất là nặng nề. Nó có thể gây là kéo dài thời gian của bệnh, có thể gây ra những cái biến chứng như loét giác mạc hay thủng giác mạc, hoại tử giác mạc. Từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện mắt Hưng Yên khám cho từ 50 đến 70 bệnh nhân đau mắt đỏ, thậm chí có ngày hàng trăm ca. Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị chiếm trên 20%. Hầu hết trong số đó là những bệnh nhân đã sử dụng ít nhất một loại thuốc tra nhỏ mắt tại nhà nhưng mắt vẫn bị tổn thương nặng. Đối với bệnh nhân bị đau mắt đỏ thì tốt nhất là người nhà không nên tự ý mua thuốc ở ngoài và cũng không sử dụng những cái phương pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng như sông lá dầu không rồi chườm thuốc. Đối với những bệnh nhân như vậy thì mình nên đến những cơ sở khám chữa bệnh có nhân viên y tế và tốt nhất là bác sĩ chuyên khoa mắt để họ tư vấn, họ khám, họ chỉ định đơn thuốc và họ hướng dẫn sử dụng thuốc theo đúng cái liều lượng đối với bệnh nhân và hẹn ngày khám lại để theo dõi cái biến chứng do cái dịch đau mắt đỏ gây lên. Đau mắt đỏ thường là bệnh lành tính, nếu được khám và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi trong vòng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên cũng có nhiều bệnh về mắt nguy hiểm có triệu chứng tương tự đau mắt đỏ như viêm kết mạc do virus, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm loét giác mạc mà bệnh nhân không thể tự chẩn đoán được. Vì vậy khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị. Việc người dân tự mua thuốc điều trị không những dễ dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài, mà các thuốc điều trị về mắt có dấu hiệu khan hàng và tăng giá. Các chốt kiểm tra nồng độ cồn sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên triển khai để kiểm tra vào các khung giờ lái xe hay vi phạm. Hình thức cũng như phương thức kiểm tra liên tục được thay đổi để người vi phạm không trốn tránh. Đêm ngày 5 tháng 10, các phóng viên theo chân tổ kiểm tra số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên lập chốt trên tuyến quốc lộ 5 xử lý về vi phạm nồng độ cồn. Ngay sau khi triển khai chốt, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều phương tiện tham gia giao thông. Qua kiểm tra phát hiện 3 trường hợp điều khiển phương tiện xe mô tô có nồng độ cồn. Trong đó, có trường hợp đo được 0,774mg trên 1 lít khí thở, mức kịch khung đối với lái xe mô tô. Tài xế này đã bị phạt 7 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Tiếp đó tại chốt số 2, trên tuyến quốc lộ 39, khu vực xã Dân Tiến, huyện Quai Châu, tổ công tác phát hiện một tài xế điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,676mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt kịch khung 35 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trong vòng 23 tháng. Theo kế hoạch, những ngày tới, các tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, lập chốt để xử lý các trường hợp cố tình tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Tinh thần xử lý là không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nhất là đối với các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.